Sao mới đầu không nói vậy đó. Muôn kiểu cầu hôn của sao Việt, anh Tú chỉ mất 7 giây để cầu hôn Diệu Nhi, Việt Hương phải đợi 16 năm. Xin hỏi, người đẹp Việt Hương có đồng ý sống trọn đời trọn kiếp với anh Hoài Phương hay không? Dạ, đúng đúng. Anh Tú, Diệu Nhi, không hổ thánh lầy showbiz, màn cầu hôn của Diệu Nhi anh Tú cũng phải khác bọt. Dù chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi nhưng lại tràn ngập tiếng cười. Trên tài khoản cá nhân của mình, Diệu Nhi đã đăng đoạn clip được anh Tú cầu hôn từ 3 năm trước. Trong khung cảnh lãng mạn, nam ca sĩ đã cầm tay và quỳ gối trước Diệu Nhi cùng gương mặt hài hước. Anh chàng bật cười nói, làm vợ không? Trước lời cầu hôn bá đạo cùng vẻ lầy lội của bạn trai, nữ diễn viên không nhịn nổi cười mà ngồi thụp xuống bên cạnh anh Tú nói, thôi thôi anh bỏ đi, khiến mọi người chứng kiến ở đó bật cười nghiêng ngả. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn chia sẻ thêm, nếu bạn nghĩ mất 5 phút để xem clip cầu hôn thì không, chúng tôi chỉ có 7 giây, 9 tháng 10 2019. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ. Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho sự dễ thương cũng không kém phần lầy lội của Diệu Nhi anh Tú. Một số bộ phận khán giả còn hài hước khẳng định đây là màn cầu hôn nhanh nhất lịch sử của showbiz Việt. Tưởng lãng mạn hóa lãng xẹt, hạnh phúc trăm năm trong 7 giây, quá nhanh quá nguy hiểm. Việt Hương Hoài Phương không chỉ được chú ý trong sự nghiệp mà Việt Hương còn được khán giả dành sự ngưỡng mộ đặc biệt bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Hoài Phương. Trên mạng xã hội của mình, nữ nghệ sĩ chia sẻ đoạn video ghi lại bữa tiệc kỷ niệm 16 năm cả hai về chung một nhà với sự góp mặt của đông đảo người thân và bạn bè. Trong bữa tiệc, ông xã Việt Hương còn tạo cho vợ và toàn thể khách mời bất ngờ khi lần đầu thực hiện màn cầu hôn với bà xã sau 16 năm bên nhau. Bây giờ anh có một món quà nhỏ tặng cho em. Đồng ý liền, tự đeo vô luôn. Cụ thể, trong đoạn clip, sau khi gửi lời cảm ơn đến bà xã, dòng anh quỳ gối tặng cho nữ danh hài chiếc nhẫn kim cương trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng. Lúc nhận được bất ngờ này, Việt Hương không khỏi phấn khích đến mức há hốc mồm mà cười. Sau khi kết thúc màn cầu hôn, Việt Hương và ông xã còn trao cho nhau nụ hôn nồng cháy khiến ai có mặt cũng đều reo hò không ngớt. Màn khóa môi đặc biệt của cặp vợ chồng cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý trong bữa tiệc. Hồ Ngọc Hà, Kim Lý không tấu hài lãng xẹt như anh Tú Diệu Nhi, cũng không có đông người chứng kiến như Việt Hương. Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhận được lời cầu hôn từ ông xã Kim Lý tại bệnh viện. Cụ thể, nữ ca sĩ được Kim Lý đẩy xe lăn đến phòng tập trị liệu sau ca sinh mổ và không biết rằng mình sắp bị lừa tham gia một màn cầu hôn được chuẩn bị sẵn. Tiến vào căn phòng, trước mặt cô là một không gian tràn ngập bong bóng, backdrop in dòng chữ Will You Marry Me cùng tiếng đàn violin ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ. Đây chính là ca khúc cả hai lần đầu hợp tác và được xem là sợi dây xe duyên tình cảm cho bọn họ. Không cầu kỳ, không lộng lẫy, nhưng đây là màn cầu hôn vô cùng lãng mạn. Sau đó, Kim Lý quỳ trước mặt cô để trao chiếc nhẫn cùng những lời yêu thương. Nữ hoàng giải trí đã không nói nên lời, cô chỉ im lặng mà bật khóc nức nở trong sự hạnh phúc. Will you marry me? Chẳng những vậy, nam diễn viên còn chuẩn bị một bó hoa hồng tặng cho bà xã. Khoảnh khắc cặp đôi ôm chầm lấy nhau khiến nhiều khán giả theo dõi video đều cảm thấy xúc động, bởi sau nhiều trông chênh trong cuộc sống, cô đã chính thức tìm được bến đỗ vững chắc và an toàn cho cuộc đời mình. Còn bạn có suy nghĩ như thế nào về các màn cầu hôn của sao Việt ở trên? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.